Xin chào các bạn đang quay trở lại với kênh video của xe điện motor điện. Kênh video chuyên về phụ tùng xe 3 bánh, 4 bánh, xe động cơ xăng và điện. Các cái loại xe chở hàng chạy điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn chọn bộ một cái bộ phụ tùng làm xe 4 bánh tương đối đầy đủ. Với mục đích mang đến cho các bạn là một cái xe chạy bằng động cơ xăng giá rẻ nhất có thể. Bộ này thì mình không có để phụ kiện nhíp và nhíp vào trong này. Mình muốn để cho các bạn một cái lựa chọn giá thành rẻ nhất có thể. Và đây chính là một bộ phụ tùng như vậy. Bộ này thì có các loại cầu cho các bạn lựa chọn từ 70 cho đến 1m1. Thì tùy các bạn lựa chọn. Cầu thì vẫn sử dụng là cầu cá đăng. Và đợt này thì cái cầu có được cải thiện hơn. Đấy là cái cầu sử dụng chống phanh lớn hơn. Chống phanh của nó là 180mm. Rất là ăn. 4 quả bánh thì sở hữu bánh này là đường kính là 40cm. Tất nhiên thì cái bánh các bạn có thể nâng cấp lên các cái loại khác tùy yêu cầu của khách hàng. Nhưng mà đây là trong bộ này mình có thể đưa lên một cái cấu hình gọi là rẻ nhất để cho các bạn làm xe rẻ nhất nhưng mà chất nhất. Đấy, rẻ mà chất, có vi sai đàng hoàng, vô lăng thước lái đầy đủ, cầu trước có thể chịu tải đến 2 tấn cũng vô tư, và cầu sau thì có thể chịu tải đến khoảng 1 tấn cũng không vấn đề gì hết. Tất nhiên thì bộ này là bộ nhỏ, cũng không ai chở đến cỡ đấy cả. Đây mình đang nói đến sức chịu tải của một cái cầu thôi. Còn đối với những cái quả bánh này thì có thể chịu tải đến 300-400kg. Các bạn có thể sử dụng bộ phụ tùng này để làm một cái xe 4 bánh chở 4 người cũng được. Giá của bộ này thì chỉ hơn 6 triệu một tí thôi. Giá chọn bộ này thì hơn 6 triệu một tí thôi. Bộ số lùi trục các đăng này thì các bạn có thể lựa chọn cho mình những cái số lùi phù hợp với những cái đầu máy của các bạn. Ví dụ như là động cơ nhỏ thì các bạn sử dụng lỗ cốt 17. Còn đối với những cái loại máy như Yamaha là Sirius thì nó sử dụng đầu cốt 19. Thì các bạn lưu ý trước khi đặt hàng cái vấn đề đó. Nên là trục các đăng thì các bạn có thể về hàn dài theo yêu cầu của cái xe của mình, thì dùng cái ống sắt để hàn dài ra thôi. Đây là vô lăng. Vô lăng loại này là vô lăng loại to và dày. Nó có cả loại vô lăng mỏng hơn. Nhưng trong cái bộ này là sử dụng vô lăng dày. Đây là cầu trước. Cầu trước này thì các bạn về sử dụng cái ống 60, các bạn hàn nối dài từ bên này qua bên kia theo cái chiều dài của cái cầu sau. Còn đây là cái thước lái đơn hai đầu, các bạn có thể để lệch lái đi bình thường bởi vì nó có hai cái khớp các đăng. Đây là loại bánh 300-10, đường kính 40 và bản rộng là 9cm. Và bản rộng là 9cm này. Đây là phanh chân và phụ kiện. Đấy. Và đây là cái cầu. Cái cầu này là có cái chống phanh này. Chống phanh của cái cầu là chống 180mm các bạn nhé. Những cái dòng cầu đang bán trên thị trường thì hiện nay thì thường là sử dụng chống 160mm. Thì những cái dòng chống bé thì khi phanh thì nó không thể ăn bằng những cái dòng chống to này được. Đây là nó một cái loại ưu điểm lớn hơn mà bên mình mới đặt về cái dòng cầu loại tăm bua to như thế này. Ở đấy thì chọn bộ phụ tùng này nó chỉ có bằng đó thôi. Các bạn mua nhíp thì chọn bộ nhíp của nó là 1,2 triệu nữa, thì tùy các bạn. Các bạn có thể sử dụng nhíp hay sử dụng giảm sóc thì tùy. Còn bộ này thì bên mình bán hơn 6 triệu một chút thôi. Đấy. Thì mọi chi tiết đặt hàng thì các bạn liên hệ qua số điện thoại là 0983818955. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh
và nhấn like và chia sẻ video cho mình. Rất chân thành cảm ơn các bạn. Chi tiết và giá thành sản phẩm thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0983818955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Đây là cầu Các Đăng thì em mới về đấy nhé, rất là nhiều. Thank you.